Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm top 10 ngày của trang công nghệ TD. Ngày hôm nay thì mình có nhận được câu hỏi của bạn có tên nick là LT Quang. Bạn có hỏi xin tư vấn laptop tầm khoảng 20 triệu có tính thẩm mỹ cao, hiệu năng cao, em học kỹ thuật. Mình chào bạn Quang nhé, cũng như chào mọi người nhé. Với phân khúc giá đầu tư là khoảng dưới 20 triệu đồng thì hiện nay anh sẽ có 3 chiếc máy anh tư vấn giới thiệu cho em đều có thiết kế thẩm mỹ ở phân khúc đó là laptop dành cho doanh nhân nhưng có cấu hình phần cứng tốt, thiết kế mỏng, nhẹ và sang trọng. Cấu hình phần cứng có thể đáp ứng đầy đủ các phần mềm về đồ họa kỹ thuật cũng như dựng video truyền thông 4K thoải mái luôn. Chiếc máy đầu tiên anh giới thiệu cho em đó là chiếc Dell ProRadeon 5550 và chiếc máy thứ hai anh tư vấn cho em đó là chiếc Dell XPS 9500. Và chiếc máy thứ ba anh tư vấn cho em đó là chiếc Dell Inspiron 7610 với hai phiên bản đó là 5550 và XPS 9500 có ngoại hình thiết kế thì gần như là giống nhau, được trang bị cấu hình phần cứng tốt với chất lượng màn hình tỷ lệ bao phủ màu cao giúp em thiết kế design mà không sợ sai màu. RAM có thể hỗ trợ nâng cấp tối đa là 64GB RAM, ổ cứng có thể nâng cấp tối đa lên đến 4TB và chất lượng màn hình là tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB, hỗ trợ VGA rời, hỗ trợ CPU khỏe. Thế tất cả những cái phần mềm đồ họa đều có thể vượt qua trơn tru mượt mà ở phân khúc đầu tư là dưới 20 triệu đồng. Và chiếc máy thứ ba đó là chiếc Dell Inspiron 7610 Plus. Đây là chiếc máy ở phân khúc màn hình 16 inch, thiết kế mỏng nhẹ sang trọng. Trọng lượng của máy chỉ khoảng hơn 2kg một chút thôi. Với màn hình 16 inch tỷ lệ 16:10, màn hình 3K luôn. Đấy, 3K tỷ lệ bao phủ màu là 100% sRGB. Hiện nay cửa hàng sẽ có phiên bản được trang bị con chip là Core i7-11800H, hỗ trợ VGA rời RTX 3060 6GB luôn, làm đồ họa cực kỳ ok, giá chỉ có 20 củ. Đây là một trong những chiếc máy thiết kế mỏng nhẹ sang trọng, thẩm mỹ cao nhất ở phân khúc đầu tư. Mời em cũng như mọi người tham khảo ba mẫu máy vừa rồi anh tư vấn nhé. Vâng, thưa các bạn, đúng mà cầm vào một chiếc máy đắt tiền thì nó khác hẳn. Chúng ta sẽ thấy là những chi tiết tinh xảo nhất. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy khoảng xấp xỉ 2kg với công nghệ CNC nguyên khối bằng hợp kim nhôm. Màu này là màu gray. Những chi tiết này các bạn thấy là đồ hoàn thiện rất cao, được mạ chrome sáng bóng luôn. Và logo cũng được mạ chrome sáng bóng. Quý vị các bạn chú ý nhé, mạ chrome như này nó cũng có thể rất là dễ xước, mà xước nó rất là dễ lộ nên dùng máy cũng phải cẩn thận. Và trục bàn lề nó làm liền như này thì mở máy thì chắc chắn là cực kỳ ok. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có cổng phone cùng mic được tích hợp giao tiếp chuẩn 3.5 để chúng ta có thể cắm tai nghe hai cái thiết bị âm thanh từ bên ngoài. Đây là đầu thẻ và chúng ta sẽ có cổng USB Type-C. Đây. Và tất cả đều được mạ chrome. Đằng trước các bạn sẽ thấy này, nó đều được đánh bóng mạ chrome hết. Và hai cái lỗ nhỏ này là lỗ mic này. Đây là đèn tín hiệu máy đang chạy này. Mở máy cũng rất là đơn giản. Ở bên này thì được tích hợp hai cổng USB Type-C và có chip Thunderbolt 3 bên trong. Sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây. Thậm chí là chúng ta có thể cắm thêm eGPU, cảm hình rời từ bên ngoài để tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy này mạnh hơn. Còn bên dưới máy này các bạn sẽ nhìn thấy này. Rất sang. Và kể cả bên dưới cũng toàn bộ bằng hợp kim nhôm Proration 5550 này, tem Windows bản quyền. Và những cái hốc này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra đằng sau. Đây. Và các bạn chú ý đây là bảo mật vân tay cũng là phím nguồn. Máy này thiếu đi bàn phím phụ mà có touchpad. Ôi trời ơi, to tổ bố, đúng to bằng phiên bản MacBook 16 inch luôn. Rất to, rất rộng. Vâng, thưa các bạn, là việc được trang bị CPU rất khỏe. Các bạn sẽ thấy khả năng render của nó cực kỳ nhanh. Một bức ảnh 3D render rất là nhanh. CPU có 6 lõi 12 luồng. Với các phiên bản cao cấp hơn thì có cả 8 lõi 16 luồng các bạn ạ. Rất là nhanh. CPU càng khỏe, càng nhiều lõi, càng nhiều luồng thì hỗ trợ các bạn edit video, dựng video hoặc là render càng nhanh. Ái chà, 1.300 các bạn ơi. Đây các bạn sẽ thấy là những hình ảnh mô phỏng 4D rất là mượt mà luôn. Có lẽ là cả màn hình Quad Pro thì nó sẽ ở điểm khoảng hơn 100fps. Trong khi đó thì mình thường test các phiên bản gaming như là RTX 2060 dung lượng 6GB thì nó cũng chỉ được khoảng tầm 100. Nhưng riêng cả Quad Pro thì nó đồ họa mô phỏng của nó phải cực kỳ ok, hỗ trợ cực kỳ tốt. Ai chà, ôi chà ôi, 188.77 fps, nhiệt độ CPU ở ngưỡng khoảng 60 độ C, GPU ở ngưỡng khoảng 57 độ, trong khi đó fps chúng ta nhận được là 40. Đây là chế độ Full Max 3D, máy chạy rất êm luôn. Chế độ 2D gần 700 fps, 660 hoặc 670 gì đấy. Và khi chúng ta chạy một lúc thì ngưỡng nhiệt độ sẽ lên cao hơn. Để thấy nhiệt độ chuẩn thì chúng ta chạy khoảng 15 phút. Các bạn ơi, nhiệt độ ổn định trung bình của nó khoảng 62 độ C ở đây các bạn này. CPU 68 độ, GPU khoảng 62 độ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy biểu đồ nhiệt độ này. Quá ok. Rất là mát mẻ. Và mình đang test ổ cứng của nó này. Các bạn thấy là tốc độ ghi của nó khoảng 3GB và tốc độ đọc của nó khoảng 2.8GB.
Đây là ổ cứng cũng phải nói là đỉnh đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây mình đang test một đoạn video 4K như mọi ngày, với tỷ lệ màn hình lên đến 92%, sợ thật, mỏng như này. Nó sẽ có hai chuẩn màn hình UHD, nó còn gọi là màn hình 4K có độ phân giải là 3840 x 2400. Trong khi đó thì Full HD cộng nó là 1920 x 1200 các bạn ạ. Và độ sáng màn hình đạt là 500 nits các bạn nhé, 100% sRGB và 82% Adobe RGB. Và tỷ lệ tương phản của màn hình đạt 1119 trên một điểm đen. Này, góc nhìn của màn hình này các bạn sẽ nhìn này, 178 độ IPS. Bên trên màn hình có tráng một lớp gọi là sần chống lóa rồi, các bạn có thể làm việc lâu không bao giờ mỏi mắt. Bây giờ tôi sẽ bật âm thanh này nhé, nghe này, có hết cỡ này, sướng không? Âm thanh và hình ảnh này thì phải nói là đừng hỏi bố cháu là ai, bát rất hay luôn. Đấy. Với chất lượng âm thanh tốt, màn hình đẹp, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để dùng trong lĩnh vực thiết kế. Màu sắc màn hình cực kỳ chuẩn chỉnh, làm ra chắc chắn không bao giờ bị sai. Âm thanh ổn, trường bị âm thanh đỉnh đấy. Trong phòng hơn 20 mét của mình thì yên tâm là không cần phải cắm xem các thiết bị âm thanh bên ngoài, nghe vẫn sướng. Màu sắc màn hình quá chuẩn luôn. Bản thân đấy, các bạn xem phim và giải trí chiếc máy này thì quá là VIP, rất hay các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, một chiếc máy có trọng lượng nhẹ như này, khỏe như này, các bạn mà dựng video 4K, các bạn mà làm vlog hay YouTube thì chiếc máy này quá đỉnh rồi. Đây là sức mạnh của máy nhá. 1, 2, 3. Đây là đoạn video 4K quen thuộc mà mình hay edit để test mọi ngày. Đây là phần mềm Adobe Premiere. Chẳng ai mua máy chạm để dùng để dựng phim cả đúng không? Nhưng thưa các bạn, có điều kiện kinh tế thì chúng ta vẫn dùng những chiếc máy này ok. Bởi máy chạm thực ra giá là đắt thôi, nhưng nó làm việc thì đừng hỏi bố cháu là ai, quá khủng khiếp. Chúng ta mất 38 giây để xong một đoạn edit video 4K với rất là nhiều hiệu ứng ánh sáng mà mình chỉnh, rất là nhiều kỹ xảo luôn. Không còn điều gì phải nghi ngờ, quá khủng. Vâng, thưa các bạn, máy chạm thì vẫn làm các phần mềm xây dựng rất ok đúng không? Máy chạm ngày xưa thì nó cồng kềnh, còn bây giờ thì sao? Với công nghệ 4.0 thì những chiếc máy chạm nó chỉ mỏng và nó sexy như này đấy các bạn ạ. Đây là phần mềm Revit và mình đang chọn một bức ảnh 600 dpi để render. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. 1, 2, 3. Revit là phần mềm dùng cực nhiều trong lĩnh vực xây dựng, mô phỏng lại những cái bản vẽ 3D. Và phần mềm này thì các bạn sẽ thấy là nó chạy cả Vega rời, chạy cả Vega on. Bắt đầu render này các bạn này. Có lẽ là render thì CPU sẽ chạy khoảng một. Đây các bạn, render CPU chạy 100% luôn. Trong khi đó thì GPU cũng tham gia hoạt động nhưng ít hơn. Có lẽ cũng chỉ mấy chục giây là xong rồi. Úi dồi, lẽ ra chỉ khoảng 35 giây thôi. Quá nhanh và nguy hiểm các bạn ạ. Với logo, ở đây các bạn thấy được mạ chrome màu xanh như thế này. Đó. Trong lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,46 kg. Nghe có vẻ hơi nặng một chút. Có lẽ phải như thế này thì mới tản nhiệt được con chip hát bên trong. Đấy, các bạn thấy là hốc tản nhiệt đằng sau nó cũng làm lại rất đẹp luôn này. Bản lề cũng làm rất to và chắc chắn, mà nó lại không quá thô như đằng sau và cũng không quá ngầu. Có lẽ là định hình ở phân khúc là doanh nhân và người dùng doanh nghiệp. Đấy các bạn thấy này, cái hốc tản nhiệt cũng làm kiểu bo bo tròn tròn, nhìn nó lạ mắt ra phết này. Ở đây chúng ta sẽ có đầu độc thẻ SD, cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Đằng trước thì các bạn thấy là một mặt phẳng như này, và việc các bạn mở máy nó cũng sẽ đơn giản hơn. Ở bên này các bạn thấy là cổng sạc này, và thêm một hốc tản nhiệt này. Có cổng HDMI, cổng USB, và đây là cổng Thunderbolt 4 các bạn nhá. Băng thông từ bên ngoài lên đến 40G một giây, mạnh nhất và nhanh nhất bây giờ. Đây là đèn tín hiệu của quả pin đang sử dụng này. Phải nói là với công nghệ bây giờ màn hình càng ngày càng đẹp các bạn ạ. Viền màn hình mỏng dính này, nhưng có điều cái viền này làm bằng nhựa thì nó sẽ hơi kém sang một chút so với các dòng sản phẩm đeo IPS nhá. Chỉ mừng nhất phải nói là con Touchpad là to đúng như cái bàn tay này, giống y hệt so với dòng sản phẩm Mac 16 inch của Apple. Sướng không? Mà bàn phím này các bạn sẽ nhìn thấy là cũng rất là to và rộng. Vậy thì các bạn sẽ hỏi CPU thì nó hữu ích trong trường hợp nào? CPU nó là bộ não trung tâm các bạn ạ. Nó sẽ đưa ra các hiệu lệnh về xử lý này, tính toán này, lập trình này, render này, các phần mềm chạy giả lập này, các phần mềm chạy quảng cáo marketing này, các thuật toán về xử lý hình ảnh thì em CPU này cực kỳ ok. Vâng, thưa các bạn, thì CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng thì nó sẽ hỗ trợ các bạn render càng nhanh. Vâng, thưa các bạn, thì chúng ta có điểm số cũng tương đối tốt các bạn ạ, 1333 CB. Thực ra điểm số này chưa phải là vít cao nhất, một số máy nó tối ưu mà mình cài tốt nó có thể vít lên tận khoảng 1400 hoặc 1500 các bạn ạ. Nói chung thì một em CPU này cũng rất là khỏe rồi. Thì các bạn có thể dùng lập trình các thứ là rất là ok. Vâng, thưa các bạn, ông nào mua chiếc máy này về để chạy 3D với để chơi game thì bỏ đi nhá, bởi vì phiên bản này không có Vega rời.
Nếu anh em mà chọn phiên bản có Vega rời thì nó giá tiền nó sẽ đắt hơn. Đó, phiên bản Vega On các bạn thấy là không có Vega rời thì nó chạy 3D giật tung chảo luôn. FPS nó chỉ có 7 thôi. Nhiệt độ hoạt động thì rất là mát, khoảng 60 độ C. Chế độ 2D của chiếc máy này thì thoải mái để các bạn có thể sử dụng và làm việc nhé. Còn nhớ là nếu mà các bạn thích chơi game mà làm đồ họa thì chọn phiên bản RTX 3050 hoặc 3060. Tầm đầu tư mà về tại thị trường Việt Nam nó sẽ có giá khoảng trên 30 triệu, một chiếc máy này dưới 30 triệu. Tản nhiệt như này là quá ngon các bạn ạ. Này, chất lượng màn hình con này cũng là đỉnh cao này. 16 inch mà chất lượng màn hình phải nói là đỉnh cao. Màn hình của nó là 100% sRGB và 71%. Xin lỗi các bạn là 100% sRGB và 71% ROP RGB và màn hình được sản xuất năm 2020. Mà màn hình 16 inch mà xem phim nghe nhạc thì đỉnh cao luôn. Các bạn có thể nhìn thấy này. Độ sáng của màn hình 300 nit mọi người nhá. À, mình quay luôn góc nhìn cho anh em này. 178 độ anh em nhìn trong vắt luôn, vẫn có thể nhìn được bình thường. Các bạn lưu ý đây là màn hình 3K. Độ phân giải rất lớn. 16 inch, lần đầu tiên mình thấy một chiếc màn hình 16 inch có độ phân giải 3K. Bây giờ mình bật loa lên test nhá. Đấy, loa đấy. Loa to đúng không? Xem phim nhạc giải trí quên sầu luôn anh em nhá. Quá đỉnh luôn. Nghe sướng nhỉ. Con này được tích hợp công nghệ âm thanh là Waymax Audio, chất lượng loa khá tốt, to và màn hình 3K độ phân giải 100% này thì quá ngon rồi. Các bạn dùng thiết kế design yên tâm, đó là màn hình có độ phân giải rất là tốt và tỷ lệ bao phủ màu tốt, các bạn thiết kế design không bị sai màu đâu. Anh em mà dùng chiếc máy này để có thể vẽ các bản vẽ kỹ thuật 2D thì cực kỳ ngon luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có màu, đây là màu silver và một logo được mạ chrome, logo của Dell. Vâng, thưa các bạn, thì bên cổng trái của chúng ta đây thì nó là cổng USB Type-C thôi các bạn ạ, chứ không được tích hợp cổng Thunderbolt 3. Đây là đầu độc thẻ và cổng phone, cổng mic được tích hợp tín hiệu ở đây là 3.5. Ở bên này thì sẽ có hai cổng Thunderbolt luôn. Với Thunderbolt thì chúng ta sẽ có kết nối băng thông ra bên ngoài lên đến 40 GB/s, nhanh nhất bây giờ. Và chúng ta có thể cắm thêm EGPU, có nghĩa là cặp màn hình rời từ bên ngoài cho chiếc máy các bạn nhé. Này các bạn sẽ thấy là những tính năng vuốt chạm của nó này. Cảm ứng đa điểm. Đó. Hoàn toàn sử dụng giống như một chiếc màn hình cảm ứng luôn các bạn nhé. Này các bạn có thể, bây giờ mình sẽ thử zoom nhé. Đó. Rất tiện và con touchpad là dùng rất là sướng, trái phải các bạn bấm bình thường nhé. Vâng, thưa các bạn thấy là ổ cứng của nó rất xịn sò. Với tốc độ đọc như này thì ngang ngửa so với ổ cứng Samsung PM981. Với tốc độ đọc 3.4GB và tốc độ ghi khoảng 2.1GB, gần 2.2GB, rất nhanh. Các bạn sẽ thấy là bên trong máy nó còn 2 slot cắm ổ cứng nên chúng ta hoàn toàn có thể chạy chế độ RAID tự động sao lưu dữ liệu các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là màn hình của máy đó là 15,6 inch nhưng tỷ lệ của màn hình đó là 16:10 chứ không phải 16:9. Nên các bạn sẽ thấy này, nó sẽ hơi dài như này. Đó. Và phần này thì mình đang để ở chế độ là Full HD, đang test qua phần mềm Full Max. Các bạn sẽ thấy là mức FPS sẽ ổn định ở mức khoảng 55 đến 56 và nhiệt độ của CPU khoảng tầm trên 70 độ. GPU khoảng 69 độ, nói chung là xấp xỉ khoảng ở đây thì chúng ta sẽ có nhiệt độ trung bình là 70. Các bạn sẽ thấy là với phiên bản chip này thì có thể turbo boost lên tận 5.0. CPU thì nó là 2.6, 6 lõi 12 luồng, 12 cách. Các bạn sẽ thấy một điểm số rất ấn tượng, nó nhanh hơn khoảng 15% so với hiệu năng của CPU đời 9. 5.0, rất khỏe. Có những phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như là i9. Các bạn sẽ thấy là GTX 1650Ti vẫn thuộc thế hệ cảm ứng series 16 nhưng được cải tiến mạnh hơn. Và khi hoạt động ở chế độ đồ họa thì bên trong máy cái quạt hoạt động chúng ta nghe thấy rất rõ. Các tác vụ về đồ họa thì CPU thường ở mức nhiệt độ khoảng dưới 80 độ C, còn GPU thường ở mức khoảng dưới 70 độ. Chúng ta sẽ có một điểm số rất ấn tượng, đó là 116,9 FPS và máy chạy khá mượt. Đúng là barrier viền màn hình mỏng nên chúng ta nhìn út chà ôi. Đúng là cái màn hình có độ sáng 500 nit nó cũng khác các bạn ạ. Với phiên bản màn hình không cảm ứng Full HD thì các bạn sẽ thấy nó không có một lớp kính ở bên ngoài. Trong khi đó thì màn Full HD thì vẫn đạt giải màu của nó, đó là 100% sRGB và 71,6% ROP RGB.
Tỷ lệ tương phản thì thấp hơn, đó là 1287 trên một điểm đen các bạn nhé. Và cả hai màn hình đều đạt độ sáng là 500 nit. Góc nhìn của màn hình IPS phải nói là tuyệt vời. Này các bạn nhìn này, quá đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ bật loa lên nhé. Loa quá chất. Riêng màn hình và âm thanh sẽ cho ở thang điểm 10 luôn. Đây phải nói là một màn hình có tỷ lệ bao phủ màu cao, độ sáng tốt nhất hiện nay, trung thực nhất hiện nay, phù hợp tất cả với những công việc thiết kế. Màu sắc trung thực tuyệt đối luôn, 100% gam màu thì không có gì để nói cả. Quá chính xác, âm thanh quá hay, trải nghiệm giải trí thì quá sướng luôn. Vâng, thưa các bạn, đối với các YouTuber cũng như các bạn làm phim thì đây là một chiếc máy mình khẳng định với các bạn rất tuyệt vời. Cebu khỏe và Vega của nó đáp ứng hoàn toàn để các bạn có thể dựng video 4K. Bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm trên phiên bản này. 1, 2, 3. Chỉ mất 42 giây là chiếc máy chúng ta xử lý xong một đoạn video hơn 1 phút, vẫn rất nhiều hiệu ứng ở đây. 4K các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa tư vấn top 3 laptop ở phân khúc đầu tư là dưới 20 triệu đồng, có tính thẩm mỹ cao, hiệu năng cao, dành cho công việc về đồ họa kỹ thuật để mọi người có thể tham khảo. Hy vọng đây là những kiến thức bổ ích để các bạn có thể lựa chọn những dòng máy đúng với nhu cầu và tầm tiền của mình. Mong rằng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh nghệ của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.